Dạ vâng, Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý bà con, quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người nhé. Hôm nọ thì Khả Năng có xuống Uông Bí ở Mạo Khê và mua được chiếc xe này chính chủ đây. Hôm nay hôm nọ đi Hạ Long mua thêm con Attacker về đấy. Thì hôm nay mới dọn xong, tỉa toát đi sơn và đánh bóng và nội thất thì dọn xong rồi. Mày mang về phục vụ lại cho bà con cô bác anh chị một mẫu xe Vios đời 2018 tên tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Xe đẹp, không lỗi, không đâm đụng va chạm gì cả. Con xe này đã từng qua dịch vụ nhưng mà chất lượng xe em đảm bảo với quý vị anh chị đẹp hơn cả xe gia đình luôn. Riêng con xe này chủ xe nó yêu xe kinh khủng luôn, full đồ chơi phụ kiện, không thiếu một cái gì cả. Nan đăng đúc nguyên bản theo xe này, 7 túi khí này, nội thất màu vàng kem đấy, sơn bên ngoài bóng loáng, ốp các loại ốp option đầy đủ hết rồi, ốp tay gương, ốp đèn sau, ốp nắm cửa, tay cửa, rồi nẹp chân kính, vè mưa, full đồ chơi phụ kiện. Bên trong thì trang bị màn hình OLED loại đẹp, sau đó để có cam hành trình, cam đùi, cộng với có cả gì nữa nhỉ, có cả thảm trải sàn 3D, rồi loa chét, rồi âm thanh, có cả sub bass gầm luôn. Xe này quá nhiều đồ chơi rồi. Bốn lốp em thấy rất là mới các bác nhé. Chiếc xe mang Đức Sơn màu đen biển Quảng Ninh, mang Đức Sơn màu đen này, đời 2018, tên tư nhân chính chủ. Khả Năng Ô Tô hôm nọ thì lên sóng là báo là anh em là 358 triệu đồng, nhưng mà chưa dọn thì bán cho anh em 340. Nay dọn xong rồi thì vẫn bán giá đấy cho bà con có ba anh chị luôn. Khách hàng Khả Năng Ô Tô bao giờ chả có ưu đãi. Khả Năng Ô Tô trân trọng cảm ơn tất cả quý tình cảm mà bà con có ba anh chị đối với Khả Năng Ô Tô nhé các bác nhé. Hôm nay về mấy con xe 7 chỗ rất là hà nạ này, Mitsubishi Xpander cùng với Toyota Rush, Innova nhiều nhá. Anh em tha hồ lựa chọn, các bác cứ xem xe anh em mình ủng hộ nhau. Số điện thoại của Khả Năng Ô Tô là 0326062789 nhé. Mẫu Toyota Vios này nó thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam, đời 2018 nhưng nó lên form mới rồi. Form mới các bác nhé, bây giờ thì giá chỉ còn có loanh quanh 34 thôi. 358 triệu để anh em 34 không bao gì, nếu anh em rút hồ sơ thì thêm 3 triệu. Đấy, rất là phù hợp cho quý khách hàng nào mà chạy dịch vụ taxi. Anh em nào chạy taxi dịch vụ anh em đến Khả Năng đi. Ngày trước em bán toàn 360, 370, bây giờ bán có 348 triệu thôi. 58 thì bớt chục triệu, 348 triệu 3 thằng tên. Anh em là người Quảng Ninh thì giữ biển nhé. Xe còn bớt được mà các bác, anh em đến xem xe. Còn chất lượng xe thì đảm bảo cho bà con, nếu anh em tìm ra lỗi tặng xe. Riêng cái con xe này em mua em đẹp lắm. Ngày xưa là bán cho khách hàng người Quảng Ninh cách đây là hơn 1 năm. Em bán cho khách hàng Quảng Ninh là hơn 1 năm. Khách đi hơn 1 năm rồi. Bây giờ khách đổi 7 chỗ rồi. Đấy, đổi 7 chỗ mua mới còn 7 chỗ gì đấy. Xpander hay sao ấy, số tự động. Anh em đi rồi, còn là chiếc này anh em để lại cho anh em. Chính chủ chính tên hai vợ chồng ký vào giấy mua bán đầy đủ hết rồi. Vios E này đời 2018 các bác nhá. Thương hiệu của Toyota Nhật Bản và lắp ráp tại Việt Nam đời 2018 này, nó được trang bị động cơ 1.5 số sàn, máy trắng các bác nhé, form mới, đẹp, đèn gầm này, xi nhan gương, tích hợp cụp xòe gương, bấm phát là cụp xòe luôn, full đồ chơi phụ kiện, máy zin, keo chỉ zin hết, trách hãng thoải mái các bạn. Mặc dù đã qua dịch vụ rồi, ngày trước đó là biển vàng mà em mua về biển vàng, em đổi biển cho sang tên chính chủ cho khách là 388 triệu cơ mà, bây giờ thì bán qua 340 thôi mới được 1 năm. Đấy, khách nỗ mất khoảng 50-60 triệu. Còn mà em nãy thêm một tí nữa thì bây giờ bán cho các bác 34 thôi thì anh em chỉ được khoảng 10-15 triệu. Đấy thì bà con anh em cảm thấy hợp lý thì anh em ủng hộ thôi, còn không hợp lý thì anh em lại xem con khác. Nhà rất là nhiều xe, không có thiếu gì xe cả. Form mới nhá, không phải form cũ đâu các bác nhá. Nhiều anh em sẽ vào bình luận là xe mới bây giờ lăn bánh có 48-500. Ờ thì đành rằng 48-500 nhưng nó cả một số tiền lớn chứ có phải ít đâu. Ông nào mua mới thì được thì ông mua luôn rồi thì ông xem xe cũ làm gì đâu, đúng không? Đấy, nên là quý vị anh chị bà con nào mà thích Khả Năng Ô Tô, thích cái tính làm việc của em, ủng hộ em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Em Khả Năng trân trọng biết ơn và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bên ngoài thì form dáng này sơn xi không mất phân nào. Sơn xi bây giờ nét căng luôn, không cần làm cái gì cả. Sơn đen bóng loáng. Đấy, biển này, biển Quảng Ninh, Mạo Khê Đông Triều Quảng Ninh. Các bác nhá. Chính chủ luôn. Đó, tên tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Đẹp chưa? Rất là đẹp rồi. Không biết nội thất như nào, chúng ta kiểm tra luôn. Xem nội thất của nó có nét nét hay không. Đây, nội thất của nó đây các bác nhìn này. Đấy, ghế da đẹp, màn hình to, củ số mới, vô lăng đẹp, rách mỗi tí ghế. Đây cái quần ông ấy ngồi, ông ấy cọc vào đây một phát thì thôi anh em cứ để nguyên thôi chứ thay mới thì cũng chán. Hôm này ngày xưa mình mua này nó có, nói thật là ngày xưa mua là hơn chục vạn rồi, nhưng mà mình tua về có 6 vạn 3. Ông này ông ấy đi được có mấy gần 1.000 đấy, 1.000 km, chẳng đi đâu cả. Nhà làm than mà, ông có đi đâu đâu. Ông này ông làm than, ông đi suốt. Về ông mới đi, đâm ra ông thừa. Bây giờ ông ấy muốn 7 chỗ để ông đi gia đình. Anh em mua luôn số tự động rồi. Bảo anh thấy nó hơi chật chật. Anh gia đình anh đông người, đôi khi đi với ông bà, đi chơi, đi bời, đi đâu có việc thì lại nó hơi chật tí, để anh đổi 7 chỗ. Thế là bảo mua lại thôi, mua đủ cái keo chỉ zin hết các bạn. Anh em không phải chạy dịch vụ đâu nhá.
lần sau này mua về chỉ đi gia đình thôi, nên anh ấy lên rất nhiều đồ chơi, các bác nhìn đồ chơi thảm sàn này, màn hình này, anh ấy lên toàn đồ đẹp thôi. Cái màn hình này trước mình nắp cho anh ấy một cái màn hình rồi, anh không thích, anh nắp cái màn hình đẹp hơn đấy. Ăn chơi đó, ăn chơi không sợ mưa rơi mà. Đây này, gương cục xòe này, đăng kiểm tháng 9 này đấy. Đây nốt, các bác nhìn mới tinh không, đẹp không, đẹp luôn, nội thất rất là đẹp, rộng rãi này. Xe Vios thì bao giờ nó cũng đánh vào cái độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ 1.5 thì nó tiết kiệm hơn rất là nhiều so với dòng xe khác. Nội thất rất là đẹp, trần nỉ nguyên bản nhé các bác nhé, không hề bẩn một chút nào luôn. Nỉ nguyên bản này, tabi này các bác nhìn này, bản 7 túi khí mà. Đó. Bản 3 túi khí thì nội thất màu đen, còn bản 7 túi khí là nội thất màu kem. Đó. 5 lít trên 100 km ngoài đô thị. Kết hợp thì 5 lít 8 thôi, con này chỉ 5 lít rưỡi, 5 lít 8 thôi các bác nhé. Keo chỉ zin hết này. Zin đét luôn, em là bảo hành luôn nhé. Bảo hành luôn anh em là zin đét luôn, không hề đâm đụng va chạm gì. Lốp bên này rất là mới nhé. Lốp mới này, 4 quả lốp mới sao ấy. Đây. Lốp này cũng rất là mới này. Nói chung là còn rất là đẹp, anh em lại mua được thì ủng hộ khả năng ô tô. Nó hợp lý rồi. Giá tiền thì quý vị anh chị biết rồi đấy. Thì nó 358, nhưng em khách hàng khả năng thì chỉ để cho anh em là 300. Ừ, tiếng máy chất nhỉ. Đây, cảm biến áp suất lốp này. Đấy, cam hành trình này, màn hình to này, cam nùi này. Dưới này có công tắc điều khiển cái sub bass này. Âm thanh con này sub bass đập căng đét. Đấy, bình thường cái bản này thì nó không được trang bị cái cụp xòe gương, nhưng chủ xe đã nâng độ lên rồi. Chỉnh gương thì có sẵn rồi, nhưng mà cụp xòe gương phải độ lên. Đây, nút bấm đây. Đấy, 7 vạn này. Đấy, đi ngày xưa tua về 5 vạn, 8 hay 6 vạn ấy, ông đi được 1.000 thôi, 10.000 km thôi. Đấy, đang 60 thành 70. Nói chung 1 vạn ấy, 1 vạn là 6 vạn 2 ấy nhỉ, 6 vạn 2 thôi. Mấy ông này, tóm lại ông này ông chỉ đi được chưa được 1 vạn km. Mình biết mà, ngày xưa mình 11 vạn 8 mình tua về. 11 vạn 8 tua về 6 vạn 8 này. Sau đó thì, đấy là nói thật nhé, không phải là nói đùa đâu, khả năng không bao giờ nói sai cả. Đây là mặt máy nguyên zin. Các bác nhìn, mặt máy là chưa mở phát nào. Đấy, mua xe đây anh em chọn máy số đây. Lòng lầm trong này, keo chỉ này, sơn zin hết này. Lòng trong đẹp nét căng luôn các bác nhé. Đấy, đây. Không ngại gì mà nói với các bác là đã qua dịch vụ rồi, nhưng mà cái chất lượng xe còn rất là đẹp, nên là rất mong quý khán giả anh em mình ủng hộ. Tiền nào của đấy thôi. Các bác nào có nhiều tiền thì anh em mua mới giúp em. Còn anh em nào có vừa vừa tiền thì anh em ủng hộ khả năng ô tô. Khả năng thì cũng rất là mong muốn được giao lưu cùng với anh em, cùng với các bác. Bây giờ mà biết đâu bao giờ mà mua được xe mới bây giờ. Nhiều ông thì cứ ước mơ là con xe mới đời cao, xe đẹp không nỗi, máy zin keo chỉ zin, mà cứ muốn mua rẻ không có đâu. Tiền nào của đấy hết đâu nhé. Mua những con cũ cũ nhưng mà nó còn đẹp như này này, này an tâm này. Đấy, là an tâm tuyệt đối luôn. Nên các vị anh chị em chỉ cần ủng hộ thôi, khả năng sẽ làm hết mọi việc. Đây. Keo chỉ zin, máy zin nhá, 358 triệu. Nhưng khách hàng khả năng ô tô thì bao giờ cũng có bớt đồng ná và rút hồ sơ. Khả năng rất mong muốn được giao lưu cùng mọi người. Khả năng chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người trong video clip tiếp theo của em đăng. Xin chào và hẹn gặp lại.